Mời các bạn đón xem tiếp bộ truyện Nghèo, tập 7. Bạn nhỏ, cháu sắp nguội rồi kìa. Vâng ạ. Mình có thể trồng mấy cây lê cho thấm mật phong. Loại trái cây như lê vốn được dùng để thanh lọc phổi, trị ho. Hiệu quả của lê chứa linh khí do sơn hải cảnh sản sinh ra, chắc chắn sẽ tốt hơn lê bình thường. Ngày mai được nghỉ một ngày, tới lúc mang mớ phế liệu trữ trong sơn hải cảnh đi bán rồi. Như thế sẽ có tiền đi mua cây giống. Nhưng thời gian phát triển của cây lê rất dài. Sau này mình phải ra ngoài quay phim và làm việc thì phải làm sao đây? À, định luật 3 giây, nhặt lên ngay thì vẫn ăn được. Thôi bỏ đi, ở ngoài thì đừng nên mất sĩ diện. Chỉ tiếc bào ngư của mình thôi. Con bào ngư vừa to vừa thơm như thế, mẹ chết ăn quá đi. Bạn nhỏ, đừng lo cho sức khỏe của anh. Dạ. Lúc ăn cơm đừng nên nói mấy chuyện này với bạn nhỏ. Anh ơi. Ôi chao. Để tôi nói cho. Căn phòng ở phía đông đang phát sáng á. Có phải sắp có bạn nhỏ mới chào đời không ạ? Đi, chúng ta đi xem thử nào. Phạch phạch. Ngoan quá đi. Anh là Diệp Thần, chủ mới của Sơn Hải Cảnh, phụ trách chăm sóc thần thú mấy đứa. Cứ gọi anh là anh trai là được. Anh gọi em là Hỗn Độn nhé. Như thế. Nào. Anh trai không cho phép ăn bằng nhỏ. Nôn ra đi. Nếu không, anh cắn nhớ quá. Vô du. Cưng không có miệng mà. Sao cưng? Sao con hỗn độn không có miệng này? Chẳng giống tưởng tượng của mình miếng nào thế nhở? Tinh toan. Xin hãy kiểm tra app Sơn Hải Cảnh. Đã đề xuất sổ tay nuôi dưỡng hỗn độn cho bạn. Hỗn độn là một loại thần thú không gian đặc biệt, không có nhu cầu ăn uống, có thể trực tiếp nuốt chửng vật thể bên mặt phẳng, chiều không gian vào trong người. Có thể dùng dấu ấn hỗn độn để đánh dấu hai điểm trong không gian. Bất kỳ sinh vật nào được hỗn độn cho phép cũng có thể di chuyển tức thời tại hai dấu ấn hỗn độn. Vậy chẳng phải nếu bé cưng hỗn độn đồng thời đánh dấu cái dấu hỗn độn ở tứ hợp viện và chỗ quay phim thì mình có thể tận dụng 100% thời gian rảnh lúc quay phim để quay về tứ hợp viện làm ruộng rồi. Biếu biếu. Dạ hí. Dạ hú. Sau này dù mình tới đâu làm việc thì cũng không làm lỡ việc quay về nhà làm ruộng, mở rộng quy mô nuôi trồng, không còn là mơ nữa. Bé cưng hỗn độn ơi, bé đỉnh quá đi à. Vù vù. Ok, trễ lắm rồi, mấy đứa đi nghỉ ngơi đi. Sáng mai xe của anh được giao tới, đến lúc đó anh dẫn mấy đứa đi hóng gió nhé. Rừ, rừ. Anh không đi quay phim ạ? Hôm nay anh được nghỉ, ngày mai mới đi làm. Lát nữa anh lái xe mới dẫn mấy đứa đi hóng gió. Hóng gió xong thì mua cho mỗi đứa một ly kem. Chịu không nào? Dạ, được ạ. Anh ơi, mình đi đâu hóng gió thế? Bồ Lao. Đứa nhỏ vì lý do đặc biệt nên chưa từng xuất hiện.
loại phế liệu. Anh vừa phải quay phim, vừa phải làm ruộng, còn phải làm việc nhà. Gần đây luôn rất bận, tụi mình hãy giúp anh ấy. Hừ, ý là đương nhiên. Chúng ta cùng đi bán phế liệu giúp anh ấy. Đi thôi, nhấc cái bít lên nào. Hay vô. Để anh. Nhặt rác cũng bán được tiền nè. Bán được tiền thì giúp được anh thần rồi. Tuy anh thần không cho chúng ta nhặt, nhưng chúng ta lén lén nhặt là ok. Cứ nhìn chai nước này nè, đáng tiền hơn với lon nước đó. Anh Kỳ Kỳ, em nghe nói nắp cống đáng tiền nhất đấy. Không được. Anh thần đã nói rồi, trộm nắp cống là phạm pháp. Phạm pháp là gì ạ? Phạm pháp là vi phạm pháp luật của xã hội. Loài người sẽ bị chú cảnh sát bắt đi, sau đó ở trong một giam, vị đại ca ở trọng đấm, bóp bóp hự hự. Du du. Du. Nhắc ngay chuyện lớn rồi. Anh ơi, cứu. Độn, sắp bị đại ca trong tù đấm sắp mặt rồi. Vở kịch nhỏ, Lao Lao mất tích. Anh đảm bảo ngày mai sẽ để mấy đứa được ăn đùi gà. Anh giàu thật mà. Số dư trong tài khoản 10 tệ. Một ngày trước khi ăn đùi gà. Đợi đã, Lao Lao đâu rồi? Chật, quên mất cậu ấy luôn. Ấy, đúng lúc hóng hóng định nói với anh thần, vừa nãy Lao Lao không cẩn thận vấp té ở sau viện. Cậu ấy bị dịch nhầy của chính mình làm cho dính luôn ở trên đất rồi. Gì cơ?